Quách Gia, một nhà chiến lược và mưu sĩ trọng yếu của Tào Tháo. Ông đóng góp rất lớn vào những chiến thắng quan trọng giúp Tào Tháo xưng hùng phương Bắc. Do vậy mà Quách Gia được xem là một trong những mưu sĩ giỏi nhất thời Tam Quốc. Tìm chúa tiến thân. Quách Gia, tự Phụng Hiếu, người Dương Địch. Thời trẻ ông đã có chí lớn, có kiến thức cao xa. Khi tình hình loạn lạc khắp nơi, Quách Gia đóng cửa khổ học và đã học được nhiều kiến thức về chính trị, quân sự và lịch sử, từ đó hình thành được những kiến giải chính trị độc đáo của riêng mình. Đến năm 190, khi các chư hầu hội Minh Thảo phạt Đồng Trác, Quách Gia cũng muốn khẳng định tài năng, đóng góp một chút sức lực cho công cuộc ấy. Không lâu thì ông quyết định rời khỏi gia đình, dẫn thân vào một thiên hạ đang hỗn loạn để đi tìm một vị minh chủ xây dựng sự nghiệp. Ít năm sau Đồng Trác bị tiêu diệt, rất nhanh đã hình thành các tập đoàn cát cứ tương đối lớn như Viên Thiệu, Tào Tháo, Lưu Biểu, Tôn Sách. Trong số đó có Viên Thiệu là thế lực mạnh nhất, ai ai cũng nghe danh. Quách Gia bèn tìm tới để xin gia nhập, hy vọng dựa vào đó có thể thi triển tài năng của mình. Thế nhưng, sau khi đến quan sát một thời gian, Quách Gia nhận thấy Viên Thiệu tuy bề ngoài có thanh thế rất lớn, nhưng lại có rất nhiều nhược điểm, tất không phải là người có thể cùng chung sức cứu giúp đại nạn cho thiên hạ, định nghiệp vương bá. Thế là ông rời khỏi doanh trại của Viên Thiệu để đi tìm một vị minh chủ khác. Trong lúc Quách Gia rời khỏi doanh trướng của Viên Thiệu thì cũng là lúc Tào Tháo đang mở rộng thế lực và đang cảm thấy thiếu nhân tài. Từ khi mưu sĩ Hí Chí Tài mất sớm, không ai bày mưu hiến kế cho Tào Tháo. Tuân Úc khi đó mới giới thiệu Quách Gia, Tào Tháo liền cho triệu kiến ngay. Sau cuộc hội kiến, Quách Gia vui mừng vì gặp được một vị chúa sáng suốt, lại có hùng tài đại lược, nguyện dốc hết tâm trí của mình để phò trợ. Hiến kế quét Trung Nguyên, xưng hùng phương Bắc. Từ ngày có được mưu sĩ Quách Gia, trận đánh nào Tào Tháo cũng mang theo để cùng chủ hoạch sách lược, giúp ông giành chiến thắng, thôn tính được nhiều đất đai của các quân phiệt. Một hôm, Quách Gia dò biết Viên Thiệu dẫn quân đi đánh công Tôn Toàn, liền khuyên Tào Tháo nhân cơ hội này cử binh sang phía đông đánh Lá Bố, vì ông cho rằng nếu không tiêu diệt Lá Bố trước, một khi Viên Thiệu kéo quân tới xâm phạm, Lá Bố sẽ cử binh chi viện cho ông ta thì hậu hoạn sẽ vô cùng to lớn. Mùa thu năm 198, Tào Tháo đích thân chỉ huy đại quân thảo phạt Lữ Bố. Tháng 10, Tào Tháo đánh chiếm được Bành Thành, Lá Bố lui về giữ Hạ Bỉ. Quân Tào lại bao vây Hạ Bỉ 2 tháng nhưng không hạ được, có ý muốn thu quân. Nhưng Quách Gia đứng ra can, cho rằng Lá Bố uy lực chẳng bằng Hạng Vũ. Nhân lúc hắn khốn quẫn, sĩ tốt mỏi mệt thì nên đánh gấp mới bắt được. Tào Tháo theo lời Quách Gia, tiếp tục chỉ huy vây thành. Một thời gian nữa, gặp những ngày mưa lớn, Tào Tháo dùng nước của hai con sông Tứ Thủy và Nghi Thủy nhấn chìm thành, Lã Bố chạy đến lầu Bạch Môn thì bị bắt. Đối với Tào Tháo mà nói, thì Viên Thiệu ở phía Bắc là kẻ thù lớn nhất, ông luôn lo lắng về sức mạnh và binh lực không bằng. Để giải tỏa nỗi băn khoăn trong lòng, Tào Tháo mới đem việc ấy hỏi ý kiến Quách Gia. Quách Gia phân tích tình trạng thực lực giữa Tào Tháo và Viên Thiệu và nhận định Thiệu có 10 điều bại, còn Tháo có 10 điều thắng, đó là về đạo thắng, nghĩa thắng, trị thắng, độ thắng, mưu thắng, đức thắng, nhân thắng, minh thắng, văn thắng, võ thắng. Thấy rõ được 10 điều thắng như vậy, Tào Tháo không còn lo ngại. Năm 199, ông bố cáo tuyên chiến với Viên Thiệu. Viên Thiệu hay tin, liền triệu tập các tướng lĩnh và các mưu sĩ lại để nghiên cứu các phương án tác chiến, xong chọn ra 10 vạn tinh binh, 1 vạn ngựa chiến, 8.000 kỵ binh người Hồ tiến xuống phía Nam dự định đánh lấy Hứa Xương. Lúc đó, Tào Tháo điều 2 vạn tinh binh tiến quân đến Lê Dương để chủ động chặn địch. Không ngờ, giữa lúc đang bố trí quân lực để tác chiến với Viên Thiệu thì Lưu Bị làm phản, đưa binh sang đánh lấy Từ Châu, rồi lại nghe thêm tin Tôn Sách đánh quanh ngàn dặm, thu hết xứ Giang Đông, có ý định muốn vượt Trường Giang lên phía Bắc đánh úp Hứa Xương. Trong lúc Tào Tháo cảm thấy bí lối, không biết hành động thế nào thì ra dự liệu rằng Viên Thiệu là người có tính chậm chạp, cho dù có tiến đánh cũng không thể nhanh chóng. Về Tôn Sách mới thôn tính Giang Đông, những kẻ sĩ bị Sách giết đều là anh hùng hào kiệt, dưới trướng họ có nhiều người sẵn sàng lấy cái chết để báo thù cho chủ, vậy mà Sách lại chủ quan coi thường không phòng bị. Vì thế ra cho rằng Sách tất sẽ chết bởi tay một kẻ thất phu. Nay Lưu Bị khởi binh không bao lâu, nhanh chóng đem binh đến đánh sẽ thắng được. Tào Tháo nghe xong hạ quyết tâm, thân chinh chỉ huy tinh binh đi bất kể ngày đêm tiến về phía đông, nhanh chóng đánh chiếm được Bành Thành, bức Hàng Quan Vũ, Lưu Bị bỏ chạy lên hàng Viên Thiệu. Sau khi đánh bại Lưu Bị, Tào Tháo nhanh chóng rút quân về quan độ phòng quân Viên. Tháng 2 năm 200, Viên Thiệu tiến quân đến Lê Dương, phía Nhan Lương xua quân bao vây tấn công Bạch Mã. Để đảm bảo an toàn cho quân chủ lực vượt sông, Tào Tháo áp dụng chiến thuật Dương Đông kích Tây.
vờ như sắp đánh Diên Tân, giữa chừng quay sang giải vây cho Bạch Mã. Nhan Lương vừa trông thấy quân Tào bỗng dưng xuất hiện thì kinh hoàng thất sắc. Tào Tháo thấy đại kỳ của Nhan Lương liền lệnh cho Trương Liêu, Quan Vũ thúc ngựa như bay tới chém chết Nhan Lương giữa hàng nghìn binh sĩ. Quân Nhan Lương như rắn mất đầu bỏ chạy hoảng loạn. Viên Thiệu nghe tin tức giận, lệnh cho toàn quân vượt sông để truy kích. Ông ra lệnh cho đại tướng Văn Xú dẫn 5.000 binh mở đường. Lúc bấy giờ, quân Tào đang rút lui về Quan Độ. Khi tới bờ Nam Diên Tân, Tào Tháo ra lệnh cho kỵ binh gỡ bỏ yên ngựa, vũ khí vứt đầy xuống đất, làm như vừa xảy ra một cuộc hoảng loạn. Văn Xú nhanh chóng đuổi kịp, thấy quân Tào đã bỏ chạy, bèn bảo binh sĩ thu lượm chiến lợi phẩm. Nào ngờ, sau một tiếng ra lệnh của Tào Tháo, 600 tinh binh đang mai phục sẵn, nhanh nhẹn phi thân trên lưng ngựa xông ra chém giết, thế trận hỗn loạn, tướng Văn Xú không thoát được chết luôn trong đấy. Viên Thiệu bị hao binh tổn tướng, nhưng nhất định không chịu thua, tiến binh tới Quan Độ Hà đóng trại. Quân Tào cũng đã bố trí phòng thủ ở đó, hai bên chống với nhau nhiều ngày. Sau một thời gian, lương thực của quân Tào bắt đầu thiếu hụt, sĩ tốt bắt đầu mỏi mệt, Tào Tháo có ý định bỏ Quan Độ lui về giữ Hứa Xương. Vậy nhưng, sau khi nghe các mưu sĩ khuyên can, ông vẫn quyết tâm phòng thủ, chờ đợi sự biến hóa. Quả nhiên, sau ít hôm nữa nội bộ của Viên Thiệu đã bộc lộ sự mâu thuẫn. Mưu sĩ Hứa Du bất mãn với Viên Thiệu đã chạy sang hàng Tào. Hứa Du sau đó cung cấp tin cho Tào Tháo biết hiện quân đội của Viên Thiệu đang dự trữ lương thực tại Ô Sào, việc canh phòng không nghiêm ngặt. Tào Tháo vui mừng, lập tức hành động ngay, tự thân dẫn hơn 5.000 tinh binh bao vây kho lương, nổi lửa đốt khắp bốn bên, thiêu rụi một vạn xe lương thực của quân Viên Thiệu. Tin tức lương thảo bị đốt cháy truyền đến tiền tuyến, quân Viên Thiệu đều sợ hãi hoang mang mất cả bình tĩnh. Đại tướng Trương Cáp nhiều lần bày mưu khuyên Viên Thiệu nhưng ông ta không nghe, thiếu quyết đoán, sợ trước sau cũng bị bắt bèn chạy sang hàng Tào. Tào Tháo thừa thế đẩy mạnh tấn công toàn diện, quân Viên Thiệu bỏ chạy tứ phía. Sau thất bại ở Quan Độ, thế lực của Viên Thiệu vẫn còn khá mạnh, nhưng bản thân ông lại quá buồn lo đã ngã bệnh qua đời vào năm 202. Các châu được chia lại cho các con trấn giữ, tuy nhiên mỗi người đều có ý đồ khác nhau, không đoàn kết chống Tào. Sau trận đánh Quan Độ, Tào Tháo để cho binh sĩ của mình được nghỉ ngơi, muốn lợi dụng mối mâu thuẫn giữa các con Viên Thiệu mà xua quân vượt sông Hoàng Hà, tiến lên phía Bắc để chinh phạt. Đầu năm 203, Tào Tháo mang quân đánh Lê Dương, Đàm không đủ sức chống trả, buộc phải cấp báo và xin viện binh Viên Thượng. Viên Thượng muốn phái binh giúp cho anh, nhưng sợ Viên Đàm mượn quân rồi không trả. Trong lúc chưa quyết thì Lê Dương bị Tào Tháo đánh hạ, tất cả phải rút về Nghiệp Thành cố thủ. Quân Tào chiến thắng liên tiếp, muốn thừa thắng truy kích bao vây để hạ Nghiệp Thành. Vậy nhưng Quách Gia lại đề xuất mang quân trở về đánh Lưu Biểu. Ý định này khiến mọi người khó hiểu. Sau đó ông liền giải thích rút quân để tạo điều kiện cho mối mâu thuẫn của hai anh em họ tiếp tục phát triển, dẫn đến tàn sát lẫn nhau. Nhân đấy mà ta xua quân xuất kích, chỉ một trận đánh là có thể bình định được vùng Hà Bắc. Tào Tháo cho là phải, xuống lệnh mở một cuộc nam chinh để đánh Lưu Biểu. Quả nhiên, tất cả mọi diễn biến đúng như sự tiên liệu của Quách Gia. Hai anh em bắt đầu tranh giành Ký Châu. Viên Đàm đại bại bỏ chạy đến Bình Nguyên cầu viện Tào Tháo. Tào Tháo ở Hứa Đô chỉ chờ tin này, lập tức ra binh để cứu viện. Viên Thượng biết tin Tào Tháo đưa binh vượt sông Hoàng Hà, hốt hoảng bỏ vòng vây Bình Nguyên. Viên Đàm đuổi theo Viên Thượng giành lại Ký Châu. Tào Tháo đến với Nghiệp Thành. Đến tháng 8 năm 204, Nghiệp Thành bị hạ. Tào Tháo xua quân bắc tiến, tấn công Viên Thượng và Viên Đàm. Sau một trận giết được Viên Đàm, Viên Thượng chạy lên U Châu. Tào Tháo lại xua quân bắc tiến chiếm U Châu của Viên Hy. Hai anh em họ Viên nghe tin vội vàng bỏ trốn đến tộc Ô Hoàn. Để tiêu diệt triệt để thế lực tàn dư của họ Viên, thống nhất miền Bắc, Tào Tháo mang quân đánh Ô Hoàn. Trên đường, Quách Gia thấy quân Tào đi rất chậm chạp, sợ quân địch một khi hay tin sẽ có sự chuẩn bị, bèn kiến nghị với Tào Tháo chọn toàn khinh kỵ đi bất kể ngày đêm, tập kích vào lúc kẻ địch không phòng bị. Tào Tháo theo lời, chọn toàn khinh kỵ để hành quân, rồi đi theo những con đường nhỏ vượt qua Bạch Đàn rồi lại xuyên qua Tiên Bi Đình, chọc thẳng vào Liễu Thành. Quân Ô Hoàn phát hiện ảo tới chặn đánh. Người Ô Hoàn xem như rất hung tợn, sĩ khí rất cao chống trả dữ dội. Để nắm chắc phần thắng, Tào Tháo ra lệnh cho tướng Trương Liêu làm tiên phong tả xung hữu đột, khiến các cánh quân của địch phối hợp không ăn ý với nhau, rối loạn cả hàng ngũ và cuối cùng bị thảm bại. Hai anh em Viên Thượng và Viên Hy bại trận, dẫn mấy nghìn kỵ binh chạy sang nương nhờ Công Tôn Khang ở Lưu Đông. Các bộ tướng của Tào Tháo đều yêu cầu lập tức phát binh để truy kích. Nhưng Tào Tháo tự tin nói, chúng ta không cần phải ra quân, chỉ chờ Công Tôn Khang đem thủ cấp của hai anh em họ Viên đưa đến đây.
Quả đúng như dự liệu của Tào Tháo, Công Tôn Khang sợ quân Tào tới đánh, bắt chém anh em Hy, rồi sai người mang thủ cấp nộp Tào Tháo. Sau một thời gian dài đánh dẹp từ Quan Độ đến Liêu Tây, Quách Gia từ đầu chí cuối đóng vai trò là một tham mưu, giúp Tào Tháo hoàn thành sự nghiệp lớn là thống nhất cả miền Bắc. Nhưng tiếc rằng, thời gian quân Tào khải hoàn trở về cũng là lúc Quách Gia qua đời. Ông bị bệnh lúc trên đường tiến quân viễn chinh Ô Hoàn, do không hợp thủy thổ nên đã ngã bệnh nằm trên xe. Khi trở về, bệnh tình càng nặng hơn. Lúc mất ông mới có 38 tuổi khiến mọi người đều thương tiếc. Tào Tháo sau đó viết biểu tấu lên triều đình, xin thêm cho Quách Gia 800 hộ, cộng với cả lúc trước là 1.000 hộ. Lại ban cho Thụy là Trinh Hầu, cho con của Gia là Quách Dịch kế tự. Quách Gia là một mưu sĩ giỏi thời Tam Quốc, học vấn tinh thông sâu sắc lại có mưu lược, thấu hiểu sự việc. Đặc biệt là ông hiểu bản tính con người, am hiểu rõ tính cách, nắm bắt được tâm ý của đối thủ. Chính vì vậy, ông đã nhiều lần đề xuất các mưu kế táo bạo và thâm hiểm mà các mưu sĩ khác không dám. Những mưu kế ấy không những khiến quân địch khó đoán biết được mà cũng khiến quân ta hết sức bất ngờ. Ngoài ra, để mưu được thành công, Quách Gia cũng hiểu rõ người chủ của mình, nhìn thấy Tào Tháo là minh chủ có thể nghe theo kế mà lập nên đại nghiệp. Tóm lại, việc binh, việc chính trị, nói đến cùng là việc của con người. Quách Gia giỏi binh sự, thời sự, nguyên nhân là vì ông giỏi nhìn người. Vào thời Tam Quốc loạn lạc, có rất nhiều anh hùng nổi lên để đi tìm công danh. Đa số họ đều chọn những vị minh chủ lớn mạnh. Thế nhưng, mấy người được như Chu Du, nhận lời theo giúp người bạn Tôn Sách khi trong tay chưa có gì. Vậy mà cuối cùng lại có được một sự nghiệp thành công, nổi danh với chiến thắng ở Xích Bích trước đại quân của Tào Tháo. Cuộc đời và sự nghiệp dưới đời Tôn Sách. Chu Du xuất thân từ gia đình danh giá, nhiều đời đều làm quan. Ông lớn lên tại huyện Thư, quận Lư Giang. Năm 190, khi Tôn Kiên khởi binh đánh Đổng Trác đã đưa cả nhà đến ở lại huyện Thư. Tại đây Chu Du gặp con trai Kiên là Tôn Sách, cả hai liền trở thành bạn rất thân. Năm 191, Viên Thuật phái Tôn Kiên đi đánh Lưu Biểu, Kiên chết trong trận Tương Dương, Tôn Sách đi theo Viên Thuật. Tuy được Viên Thuật coi như con, nhưng sau thời gian dài lập công lớn mà không thấy phong thưởng, ấm ức, Tôn Sách có ý định rời bỏ Viên Thuật. Ông nghe theo Chu Trị, giả vờ mượn binh kéo sang Giang Đông đi cứu Ngô Cảnh để mưu đồ nghiệp lớn. Thuật không nghi ngờ gì, phát cho Tôn Sách 1.000 bộ binh cùng một lực lượng nhỏ kỵ binh đi. Lúc sắp sang sông, Sách viết thư muốn cùng Chu Du lập nghiệp lớn. Du lập tức đem binh lương tới giúp Tôn Sách. Chu Du sau đó cùng Tôn Sách đánh lấy Hoành Giang, Dương Lợi, rồi vượt sông tiến vào Khúc A, tấn công thứ sử Dương Châu là Lưu Do. Lưu Do mang quân ra giao chiến với Tôn Sách, nhưng một lúc chống cự không nổi phải bỏ chạy vào thành cố thủ. Đất đai xung quanh đều bị Tôn Sách chiếm đóng. Sợ Sách đánh tới, Lưu Do bỏ thành và chạy tới quận Dự Trương nương tựa Thái Thú Hoa Hầm. Chu Du tấn công ở phía sau đem quân lấy thêm đất đai, xong cả hai cùng đem binh sang Kinh huyện để bắt Thái Sử Tử. Thấy Thái Sử Tử là người uy dũng xuất chúng, coi trọng chữ tín, Tôn Sách muốn bắt sống, Chu Du liền hiến kế, đem quân vây ba mặt đánh huyện để chừa một mặt cửa đông cho Tử chạy, rồi cứ cách huyện 25 dặm thì bố trí một đội phục binh. Tử ra khỏi thành chạy được đến đấy người mệt, ngựa mỏi, tất nhiên bị bắt. Đêm hôm ấy, Tôn Sách dẫn binh đến đánh, đốt lửa lên ba mặt thành. Trong thành bấy giờ chỉ có vài nghìn binh không đủ để chấn giữ. Tử bèn lên ngựa chạy ra cửa đông được 50 dặm thì người ngựa đều đã mỏi mệt. Lúc đó quân Tôn Sách xông ra bắt sống giải về trại. Sáng sớm Tôn Sách quy tụ được vài vạn quân, tiếp tục dẫn đi bình trị vùng Giang Đông. Chẳng bao lâu quân đã lấn sâu vào Dương Châu, chiếm Ngô Quận và lấy thành Cối Kê làm căn cứ. Năm 199, Tôn Sách bắt đầu mở rộng sang phía Tây. Ông cùng Chu Du mang 2 vạn quân đánh tập kích vào quận Lư Giang, chiếm được Hoán Thành, tiếp quản toàn bộ số quân cũ của Viên Thuật được khoảng 30.000 người. Nghe tin căn cứ bị mất, Lưu Huân chạy về phía Tây tìm kiếm sự hỗ trợ của Hoàng Tổ. Hoàng Tổ lập tức gửi 5.000 thủy quân thiện chiến tới giúp, nhưng Huân lại bị Tôn Sách đánh bại thu được gần nửa số quân. Tôn Sách và Chu Du sau khi đã ổn định được lòng quân, tiếp tục quay sang đánh Hoàng Tổ. Hai bên đánh một trận lớn ở gần Vũ Xương, dù có viện binh từ Lưu Biểu, nhưng Hoàng Tổ vẫn bại trận. Tuy thắng nhưng Tôn Sách phải quay về Bình Định nốt Dự Trương, Hoàng Tổ vẫn giữ được Giang Hà. Chu Du theo Tôn Sách tiến đến đó, dụ hàng Thái Thú Hoa Hâm, thu được quận Dự Trương. Đến năm 200, Tôn Sách mới 25 tuổi đã hùng cứ một phương, chiếm lĩnh 5 quận Giang Đông là Cối Kê, Ngô Quận, Đan Dương, Dự Trương, Lư Lăng. Tuy nhiên, lúc trước dẫn quân đi chiếm lĩnh các quận này, Tôn Sách đều dùng vũ lực,
lại nhiều lần ra lệnh giết những thái thú ở đó mà thiếu đi sự khoan dung. Một hôm, Sách đang cưỡi ngựa ra ngoài thì bị ba bộ hạ cũ của thái thú Ngô Quận là Hứa Cống ám hại. Em là Tôn Quyền được chọn nối nghiệp, trở thành thủ lĩnh Giang Đông. Lúc đó Chu Du đang ở Ba Khâu, nghe tin liền mang binh về Ngô Quận chịu tang Tôn Sách. Ông được Tôn Quyền giữ lại, phong làm trung hộ quân cùng trưởng sử Trương Chiêu giúp Quyền lo việc đại sự. Dưới đời Tôn Quyền, tình hình Giang Đông lúc Tôn Quyền lên nắm quyền trong ngoài đều chưa phục hay tỏ thái độ chống đối. Nhưng nhờ có Trương Chiêu và Chu Du phò tá đã khiến sự nghiệp họ Tôn đứng vững và tiếp tục phát triển. Năm 202, Tào Tháo đánh thắng Viên Thiệu, thế lực rất mạnh, Hạ Chiếu Thư yêu cầu Tôn Quyền đưa con vào Hứa Xương làm con tin. Tôn Quyền triệu tập quần thần thương nghị, trong khi các triều thần do dự chưa quyết thì Chu Du phân tích rằng Tôn Quyền nay kế thừa cơ nghiệp cha anh, nắm giữ 6 quận, binh hùng tướng mạnh, lòng dân quy phục, có sông nước thuận tiện di chuyển, đủ sức chống bất kỳ kẻ địch nào. Chẳng có lý do gì phải gửi con tin để rồi bị lệ thuộc vào Tào Tháo. Quyền nghe lời, không đưa con vào triều làm tin. Tào Tháo thời điểm đó cũng đang bận đi đánh dẹp các con Viên Thiệu nên chưa tỏ thái độ gì. Năm 208, Tôn Quyền muốn ra quân đánh Hoàng Tổ để chiếm lấy vùng đất Kinh Châu, bèn phong cho Chu Du làm tiền bộ đại đốc, thống lĩnh chư tướng. Chu Du dẫn theo Lã Mông, Lăng Thống, Cam Ninh, đốc thúc binh sĩ ra sức tấn công cả hai đường thủy bộ, đại thắng Hoàng Tổ, Tổ bỏ chạy, bị bắt sống và xử tử, quân Ngô chiếm được Giang Hà. Tào Tháo nghe tin Tôn Quyền tiến sang Kinh Châu, vội khởi đại quân Nam tiến để tranh giành. Trong năm 208, Lưu Biểu bệnh mất, còn là Lưu Tông hàng Tào. Tào Tháo thu được hết thủy quân và mấy vạn quân bộ ở đây. Dựa vào sức mạnh áp đảo, Tào Tháo lấy danh nghĩa của Hán Đế viết chiếu chỉ yêu cầu Tôn Quyền đầu hàng. Tình hình nguy cấp, Tôn Quyền gọi các quần thần đến hỏi kế sách, đa phần đều cho rằng nên hàng bởi thế lực Tào Tháo quá mạnh. Riêng Chu Du đứng ra phản đối, ông cho rằng Tháo đang tự tìm cái chết, rồi liền phân tích 4 điều kỵ trong binh pháp mà Tào Tháo phạm phải. Điều thứ nhất là đất Bắc chưa thật sự yên, vùng Tây Lương có Mã Đằng, Hàn Toại là mối lo sau lưng Tháo. Điều thứ hai là thủy chiến vốn là sở trường của quân Ngô Việt, không phải của quân phương Bắc. Điều thứ ba là thời tiết hiện rất lạnh, ngựa không có cỏ ăn. Điều thứ tư là binh sĩ Trung Nguyên không quen thủy thổ phương Nam, sẽ sinh bệnh tật. Ông lại phân tích lực lượng quân Tào trong thư lên 80 vạn, thực ra chỉ có khoảng 15 vạn đến 16 vạn. Trong đó có tới 7 vạn đến 8 vạn là hàng quân của Lưu Biểu, trong lòng còn tỏ vẻ hồ nghi, chưa thật sự quy phục. Những phân tích này cho thấy Chu Du đã có sự chuẩn bị, tích cực ra chiến trường thu thập thông tin tình báo, cho nên mới đưa ra những nhận định rất phong phú và chính xác như vậy. Tôn Quyền nghe Chu Du phân tích xong, chụp lấy thanh đao chém đứt góc bàn, tỏ ý quyết tâm chống giặc Tào. Ngay trong buổi đó, ông phong cho Chu Du làm Tả đô đốc, Trình Phổ làm Hữu đô đốc, dẫn 3 vạn binh mã đi chuẩn bị cho cuộc chiến. Vài ngày sau, Gia Cát Lượng ở Hạ Khẩu theo lệnh Lưu Bị tới Giang Đông gặp Tôn Quyền để xin cùng liên minh chống Tào. Thế là liên minh Tôn Lưu được thành lập. Lưu Bị nghe tin Chu Du ở Phàn Khẩu, vội mang quân từ Hạ Khẩu ra hội. Lúc gặp, Lưu Bị hỏi mới biết Chu Du chỉ có hơn 3 vạn nên tỏ ra lo sợ. Khi về trại, ngầm sai Quan Vũ đi bố trí sẵn ở bờ bắc sông Hán Thủy để phòng nhỡ khi thua thì còn có chỗ mà chạy về. Tới cuối năm 208, Tào Tháo sau khi sắp đặt xong quân nhu, liền dẫn khoảng 22 vạn quân áp sát Giang Đông. Thủy quân Tôn Lưu ngược dòng Trường Giang tới Xích Bích, tại đây họ chạm trán với tiền quân của Tào Tháo. Đúng như tiên đoán của Chu Du, quân Tào mới ở đất Kinh Châu một thời gian đã bị hành hạ bởi bệnh dịch, sức chiến đấu giảm sút, mới giao chiến một trận đã thua, phải thoái lui về đóng ở bờ bắc sông Xích Bích. Bấy giờ, vào mùa đông giá rét, gió bắc thổi mạnh, thuyền bè chao đảo, trong quân Tào nhiều người mắc bệnh. Để giải quyết vấn đề này, Tào Tháo lệnh khóa các chiến thuyền vào với nhau, lục quân thì lập doanh hạ trại ngay trên bờ. Quan sát động thái này của Tào, tướng Hoàng Cái bên phía Đông Ngô đã kiến nghị Chu Du dùng kế trá hàng để tiếp cận thuyền địch phóng hỏa mà đốt. Chu Du nghe theo, sai chuẩn bị hỏa thuyền. Hôm sau, Hoàng Cái gửi thư giả đầu hàng, lập tức được Tào Tháo tin theo. Việc trá hàng thuận lợi, Hoàng Cái dẫn đội thuyền mà Chu Du đã chuẩn bị sẵn bơi sang thủy trại Tào. Khi đội hàng binh của Hoàng Cái đến giữa sông thì các hỏa thuyền bắt đầu được châm lửa, chúng theo hướng gió lao thẳng vào hạm đội của Tào. Trong điều kiện gió lớn và bị xích vào nhau, các thuyền chiến nhanh chóng bắt lửa khiến một số lớn binh mã chết cháy trên thuyền, một số khác thì chết đuối dưới sông. Thấy quân Tào hoảng loạn, Chu Du ra lệnh tấn công tổng lực, cùng các tướng cưỡi thuyền nhẹ theo sau. Bên kia, lửa đã lan lên những doanh trại trên bờ, quân thủy bộ Tào tan vỡ, không còn khống chế được tình hình. Tào Tháo lệnh đốt hết chiến thuyền còn lại rồi dẫn tàn quân rút theo đường Hoa Dung.
liên quân Tôn Lưu đuổi theo tới tận Nam quận mới chịu dừng. Với trận đại thắng ở Xích Bích, tên tuổi Chu Du vang danh khắp nơi và được liệt vào hàng những tướng giỏi của lịch sử Trung Quốc. Cái danh của Chu Du vang xa khiến cho hai đối thủ Tào Tháo và Lưu Bị phải dè chừng, viết thư gièm pha công lao và tài năng của ông. Thế nhưng dù người khác có bình luận ra sao thì Tôn Quyền vẫn một lòng tín nhiệm Chu Du. Thừa lúc mới giành được đại thắng, quân Tào đại bại, Chu Du cùng Trình Phổ tiến đánh Nam quận. Tuy là vừa thua trận, nhưng Tào Tháo vẫn không muốn bỏ nơi này. Ông đã bố trí toàn tướng giỏi của mình trấn thủ ở đây. Chu Du mới đầu dẫn quân tới đánh không dễ gì hạ được. Sau khi quân Ngô liên tục bao vây hơn một năm, cuối cùng quân Tào tổn thất quá nặng phải rút về Tương Dương. Quân Ngô chiếm được phần lớn Nam quận. Có được vùng đất chiến lược quan trọng, Chu Du ngày đêm nghiên cứu đánh giá tình hình rồi viết thư đề nghị với Tôn Quyền rằng: Tào Tháo mới bị đại bại không thể cử binh đánh ta. Nhân thời cơ này, tôi xin cùng phấn uy tướng quân Tôn Du đánh vào chiếm đất Thục, được Thục rồi diệt Trương Lỗ. Sau đó lưu phấn uy tướng quân ở lại cố thủ, liên kết với Mã Siêu cùng chống Tào. Lúc đó, tôi sẽ trở về cùng ngài đánh chiếm Tương Dương, tiến lên phía Bắc tập kích Tào Tháo. Kế sách này của Chu Du được xem là có tầm nhìn xa trông rộng, được các nhà nghiên cứu đánh giá rất cao. Về Tôn Quyền, dĩ nhiên là ông hoàn toàn tán thành với mưu kế này của Chu Du. Thế nhưng đang gấp rút chuẩn bị cuộc chiến thì Chu Du bị bệnh nặng ở Ba Khâu. Biết mình không qua khỏi, Chu Du viết thư giao binh quyền lại cho Lỗ Túc và khuyên Tôn Quyền đề phòng Tào Tháo ở phía Bắc nhưng đừng quên nguy cơ từ Lưu Bị. Rồi Chu Du qua đời năm 210, linh cữu ông được chuyển về Ngô quận, Tôn Quyền ra tận Vu Hồ nghênh đón. Nhận định về tài năng, Chu Du từ lúc mới 20 tuổi đã cùng Tôn Sách đi chinh chiến khắp Giang Đông, 25 tuổi đã thống lĩnh cả quân đội Giang Đông. Ngoài tài cầm binh, Chu Du còn có khả năng phân tích tình hình và nhận định chiến lược. Giống như Gia Cát Lượng, Chu Du cũng vạch ra sách lược tương lai cho Tôn Quyền để thống nhất thiên hạ, nhưng tiếc là ông mất quá sớm. Về nhân cách, Chu Du là người có chí lớn, phong độ hơn người, nói năng đĩnh đạc. Ông đối đãi với mọi người rất khiêm tốn, lễ phép và thường lấy đức để thu phục mọi người chứ không như trong tác phẩm Tam Quốc Diễn Nghĩa. Làm ta hiểu lầm rằng Chu Du là người có tính ghen ghét đố kỵ, vì thua chí kém tài Gia Cát Lượng nên luôn tìm cách hãm hại nhân vật này. Trong tác phẩm lại có một câu nói, trời sinh Du sao còn sinh Lượng, do nhà văn hư cấu để đề cao nhân vật Gia Cát Lượng. Nó phần nào đã làm cho danh tiếng và hình tượng Chu Du trong văn hóa dân gian trở nên xấu đi.